Lâu dài không dùng này. Nguồn này á? Ừ. À thế là. Ôi nhưng mà cái này là phải kéo vòng đấy không ạ? Ừ. Kéo vòng thì nước làm sao mà đi được. Đây là ruộng nhà người ta không nhỉ? Vâng, ruộng của ông bác. Ruộng của bác à? Ôi. Thế cái nguồn nước này là có quanh năm không? Vâng. À, à đây có một cái nguồn nước à. Đây cô bác này. Nhưng mà chỗ này là chỗ được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Thì ông gửi một lời chào tới các bác không nhá. Vâng. Wow. Xin chào các bác, các chị nhá. Đấy, lời nói đầu tiên thì cho hai ông cháu xin gửi một lời chúc tới tất cả các bác ở trên kênh và tất cả mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục xuống cái nhà của hai ông cháu rồi cô bác ạ. Hôm nay thì có một mình là ông ở nhà thôi, còn bé Mạnh thì là đi học từ sáng sớm rồi cô bác ạ. Tại hôm nọ thì cũng có được là hai chị Nguyệt Thúy có nói với cháu Lực là lên trên để mà xem nước xem là liệu thì có dẫn được ống nước về tới nhà của hai ông cháu không. Nhưng mà nếu mà theo ông thì nếu mà lên trên có nước ấy, thì dẫn nước là ông muốn để nước ở đâu? Có để nước ở chỗ cũ hay là để ở phần sang phía bên này? Để sang bên này lấy bằng hơn. À để ra bên này thì thì chắc là cháu phải mua thêm một cái thùng nhựa ông nhỉ? Để sang bên này thì có thể là dùng để chạy đi xuống ruộng kia cũng được. Đấy, để cho hai ông cháu là có nước sinh hoạt ở đây một chút cô bác. Nhưng mà trên kia thì liệu là có cái nguồn nước nào mà nó sạch không ông? Trên kia nó không làm ruộng không có nước mà. Không làm ruộng là có nước à? Ừ. Nhưng mà nếu mà mùa làm ruộng thì nó có nước không? Làm ruộng thì có nhiều hơn. À mùa làm ruộng thì có nhiều hơn à? Ừ. Nhưng mà nước là nó chảy quanh năm đúng không? Vâng, chảy quanh năm. Vâng. Đấy, ở đây thì là hai chị Nguyệt Thí có gửi cho cháu Lực là một khoản cô bác ạ. Khoản là cháu Lực xin được phép là thông qua một chút cô bác nhá. Lực phải xem trên điện thoại thì mới nhớ được rằng là cái khoản mà còn cái khoản là bao nhiêu đó. Đấy, ở đây thì là hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho Lực là 5.008.000 và trong đó thì là 2.550.000 cái khoản thưa cô bác, khoản là 5.058.000. Thì trong đó thì chị có bảo cháu Lực là nhờ cháu Lực mua là 4 bộ dao là hết là 2.450.000 rồi. Và cái số tiền còn dư đó thì là hai chị Nguyệt Thí là mua cho hai ông cháu một cái những cái phần còn với những cái phần quà nữa cô bác. Và hiện tại thì là cháu Lực lên cùng ông để mà xem là lên trên này thì liệu có kéo được đường nước không. Thì nếu mà kéo được đường nước thì cháu Lực sẽ dùng cái số tiền mà 5 triệu đấy cô bác và trừ đi là 2.400.000 là 45.000 rồi. Thì cái khoản đó thì còn dư thì sẽ để mà mua ống nước cũng như là vật dụng cho hai ông cháu cô bác. Tại bây giờ thì là cháu cùng ông là đi lên kia xem để mà xem là có nước để kéo không nhá. Và có phải lấy cuốc đi làm lại không ông nhỉ? Không cần đâu, đi xem. Không cần đâu à? Đi xem nếu mà một tí nữa được thì là hai ông cháu mình là làm luôn để cho nước nó trong. Thì là ngày mai cháu xem đi lấy ống nhựa về để mà kéo ông nhá. Đấy, và cũng đi xem là nó xem là nó xa không thì còn biết mà mua ống nhựa không bác ạ. Thế cái nguồn nước này thì là hiện tại là có phải là nguồn nước sạch từ trên kia xuống không? Từ trên kia xuống à? À. Thế cái nguồn nước này là ông lấy từ trên ruộng này xuống nhỉ? Vâng, nước thò trên ruộng xuống rồi. À, thế là không phải là kéo từ trên đầu nguồn xuống đâu không nhỉ? Vâng. Cái ngôi nhà của hai ông cháu thì thời gian vừa rồi chúng ta ghi hình thì các bác cũng đã biết rồi. Hiện tại thì cái tiền quý của hai ông cháu là được là hơn 100 triệu rồi các bác. Đấy, tuy nhiên thì ở đây thì rất là nhiều các bác ở trên kênh thì cũng mong muốn rằng là cho hai ông cháu lên trên gần đường một chút để kiếm một cái mảnh đất để mà mua các bác. Và
cái khoản của cháu Lực đấy các bác, hiện tại cháu Lực đang cầm thì sẽ nếu mà tìm được đất thì sẽ đủ để mà mua đất thôi đấy, nhưng mà tuy nhiên mua đất xong thì là cũng hết rồi các bác, còn dư thì chắc là còn dư một chút đấy, nhưng mà bây giờ nếu mà đi trên kia kiếm đất nếu mà có thì sẽ mua đất, còn nếu mà có thì nếu mà không có đất các bác thì sẽ bắt buộc là phải làm nhà ở chỗ mảnh đất của hai ông cháu này các bác ạ. Thì để mà nếu mà làm nhà ở đây thì vận chuyển vật liệu vào nó sẽ hơi khó khăn một chút thôi các bác, nhưng mà cháu Lực cũng sẽ cố gắng để mà làm sao mà cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà mới hơn ở đây các bác ạ. Như các bác cũng nhìn thấy là hầu như là ở phía phần gần nhà của ông này các bác này, thì tất cả là nhà nào cũng thế, đều làm nhà cách xa đường rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì là nhà của hàng xóm ở trên này thì là người ta cũng làm hoàn toàn là bằng cây gỗ cả, thì cũng chưa có làm mà từ bằng gạch cả các bác. Đến buổi chiều thì là không phải là đi đón Mạnh ông nhỉ? Vâng, chiều nó không về. Còn buổi sáng thì là ông là phải đưa đi ra nguồn nước đây chỗ nào đây ông? Đi chỉ đường trên. Đường trên nữa à? Vâng, đi chơi. Bây giờ là đi theo đường nào bây giờ ấy? Đi theo đường đi được, nó trả lý bên trên. Ông cứ đi để đi trên xuống. Cháu biết cho con đi theo không? Đi khảo sát xem là nguồn nước này thì có nhiều không, và xem là hỏi ông là xem có được không nữa. Bốc. Nhưng mà cái nguồn nước này nếu mà mình dùng lâu dài thì có được không ông? Dùng lâu dài cũng được này. Nguồn này á? Ừ. À thế là. Ôi nhưng mà cái này là phải kéo vòng đấy ông ạ. Ừ. Kéo vòng thì nước làm sao mà đi được? Đây là ruộng nhà người ta không nhỉ? Vâng, ruộng của ông bác. Ruộng của bác à? Ôi. Thế cái nguồn nước này là có quanh năm hả ông? Vâng. À đây có một cái nguồn nước đây cô bác này. Nhưng mà chỗ này là liệu có phải lấy xi xuống xây một chút đúng không? Ừ, nó có xi thì lấy xi. Cái này phải đào cho nó rộng ra xong là lấy xi xây một chút. Ừ. Thì nó mới mới giữ được. Nhưng mà cái nguồn nước này thì mình lấy đi uống thì có được không ông? Người ta có cho không? Cho thôi, nước này có dùng và có nước mà dùng. À. Nhưng mà cái nguồn này mà tôi ông đấy mà về trong nhà cho con dâu nó hỏi xem. À. Thế là ông hỏi xem là nếu mà như là mình mua cái nguồn nước này luôn, mua cái nguồn nước thì xem mà được không nhá. Người gọi không. Thì sao chưa? Ừ. Đấy, nhưng mà cái nguồn nước này thì nếu mà liệu mà ông hỏi người ta xem có bán không? Ở đây, ở trên kia có nào? À, có vẻ như là cái đồng ruộng này của bác này có khá là nhiều cái nguồn nước mạch. Ui, cái này mà bắt được cá chép mà để đây thì tốt ông nhỉ? À đây cũng có một nguồn không? Ui nguồn này thì chảy khá là to đấy nhỉ? Nó cạn á? À nó có nhưng mà nó có ít đúng không? Nó phải kiếm cái nguồn nước nào mà nó có quanh năm cơ không ạ? Thì mình mới dùng được, mình mới mua được. Nhưng mà nếu mà đây giờ mình để dùng thì là người ta cho dùng đúng không? Và còn là cái nguồn bên dưới thì là nó là ruộng của người khác à?
Thế thì nếu mà theo ông thì là ngày mai thì cháu mua ống nước về thì kéo là kéo cái nguồn nào? Tôi hỏi con bác đi làm kéo đây đi thời gian là kéo ở đây đi đúng không? Nhưng mà nếu mà người ta không cho kéo thì là kéo nguồn này à? Ồ, cái này thì bây giờ phải xay không ạ, chỗ này ấy phải đắp cho nó cao ra thì mới lấy nước được về. Nguồn nước này thì khá là mát các bác ạ. Đấy, theo như ông kể rằng là cái nguồn nước này thì là đến cái mùa này thì có rất là nhiều nước, nhưng mà đến từng tháng mấy đi là nó bắt đầu ít nước không? Tháng 10, tháng 11 đi là bắt đầu ít nước à? Đấy, cái này cho lợn luôn không? Đó. Cái này thì lợn không ăn nào? Thế thì đây là sáng sớm mai để cháu mua ống nhựa xuống không nhé. Đây, từ đây đi xuống nhà ông thì chắc là rơi vào tầm độ tầm 3 cuộn nhựa đấy cô bác ạ. Tầm 2 đến 3 cuộn nhựa. Đấy, cứ lấy ống nhựa rồi tầm 3 cuộn xuống thì còn dư ra bao nhiêu thì đem đi trả về phía quán sau. Nhưng mà cái thửa ruộng ở dưới này là của người khác, trên đây là của người khác à? Này thì bây giờ là kéo là phải kéo đi chỗ nào để nó tranh tránh một chút không ạ? Đây thì kéo chéo xong rồi men theo cái chỗ này. Vâng, theo cái tả ly này đi. Đấy. Nhưng mà đến lúc mà người ta cuốc cái bùa ruộng ấy thì là phải rút ra. Đấy, không là người ta cuốc phải trúng cái trúng với cái ống nước của mình. Chứ không là đi theo đường này không ạ, kéo xuống cái này này. Là đi theo xuống cái bụi cỏ đi xuống dưới. Thì đến lúc nào mà người ta làm ruộng ấy, thì là mình chỉ cần nhấc cái đầu này thôi, còn cái dưới thì kệ nó. Đấy. Thế là hiện tại là ở đây là chỉ có hai cái nguồn này thôi phải không? Vâng. Đấy, ở gần chỗ nhà ông này thì cô bác này có khá là nhiều cái nguồn nước. Bây giờ thì thật sự ra nếu mà đi làm nhà chỗ khác đấy mà không có cái nguồn nước thì để mà sinh hoạt thì nó cũng rất là khó. Ở đây thì có cái nguồn nào mà nó chạy quanh năm phải không? Nguồn này chạy quanh năm á? Thế thì ông thử hỏi xem là cái nguồn này xem là ông chú kia có bán không? Nhưng mà bán thì là ông bảo cháu để cháu xem là mua luôn cái nguồn này để mình được dùng suốt đời. Chứ bây giờ còn cái nguồn kia thì mình lại không có lấy được lên. Nó xuống thấp quá. Tại ở đây thì có một cái nguồn nước là chạy quanh năm thì cô bác này. Còn cái nguồn ở trên này thì nó về to hơn đấy, nhưng mà nó lại không có được quanh năm. Thế thì ngày mai lần sau xuống thì là đem xuống một ít xi này không ạ? Nhưng mà mình phải đào cho nó rộng ra. Đó, cái nguồn nước thì khá là trong và khá là mát cô bác. Bắc máng á? Nhưng mà ai bắc máng đi không? Nó chưa được cái kéo được gì. À. Nó biết lấy gì đi. À, là lấy máng đây à? Nó xuống đến cái này. Vâng. Nó xuống cái gì này hướng mới được. Vâng. Chứ không thì là mai là có thể là ông ạ, để cháu xem một chút đã. Đây để cháu ạ. Nhưng mà được cái nguồn này thì lại tốt quá. Đấy thì là không phải ruộng rồi. Nếu mà được đấy ông ạ, mình xay ở kia kìa, xong là mình lấy cái máng nhựa, cái máng bên cây ấy, thì là mình kéo ra đây, đấy, kéo ra bên này để lúc nào mà người ta làm ruộng ấy thì là người ta nhấc cái máng của mình ra thôi, thì sẽ không động chạm tới là cái động chạm tới cái nguồn nước, cái ống của mình, thì là mình làm một cái phếu từ đây đi xuống nhà ông luôn. Đó. Vậy nhưng mà bây giờ là ông tối nay thì ông phải đi hỏi xem là người ta cho dùng không ông nhá. Vâng. Nếu mà người ta cho dùng thì là mình mới kéo được, còn người ta không cho dùng thì là không kéo được đâu. Nếu mà hỏi cho xem nó không lấy tới đây chục thì
Mình có cái thu cái hướng đầy. Là mình lại tắt đúng không? Tắt cái đó. À được. Nó gần được được. Vâng, thế thì như thế được cũng được. Ăn thì uống thì cứ gọi lên, cứ gọi như là mình xin người ta lúc nào mà cái bình của mình đầy thì mình lại tắt nó đi. Vâng. Mà mấy kia nó thu rồi, đủ lấy hết thì thoải mái lấy rồi, nó không lấy nước. Nó không lấy nước để chăm ruộng đúng không? Vâng. Nó lấy nước cho vào dùng. Vâng. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cô bác ạ, nếu mà cái nguồn nước này mà hỏi người ta bán được luôn thì rất là tuyệt vời. Còn là nếu mà người ta không có bán được thì lựa chọn là cái phương án mà xin lúc nào mà mình lấy đầy một cái thùng nhựa rồi thì mình lại tắt đi. Đấy, bây giờ thì cái khoản kéo ống nhựa này thì cũng được hai chị là Nguyệt Thúy là giúp đỡ. Đấy, trong thời gian qua thì phải nói là hai chị Nguyệt Thúy giúp đỡ hoàn cảnh của hai ông cháu rất là nhiều cô bác ạ. Và gửi tiền vào quỹ của ông thì cũng với khoản tiền là rất là lớn, đối với là tương đương là 75 triệu đồng rồi. Thì bây giờ hai ông cháu mình đi về thôi ông nhỉ? Vâng. Cái chiếc ông đi trên ấy đưa một tí cho cháu này. Trên trên lấy rơm à? Cháu trên này tới về đóng. Bà là xin à? Vâng. Vâng. Nhà ở phần phía trên này cô bác ạ là nhà của bé Quyết cô bác. Đấy, nhưng mà trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì các bác theo dõi được những thước phim cháu được chia sẻ lên thì cũng nghe về gia đình của bé Quyết là rất là nhiều. Đấy là gọi là một người hàng xóm mà thân cận của ông, một người hàng xóm mà cũng rất là tốt bụng. Có đi ở đây dơm không? Thế chợ vâng, thế cháu đây đợi nhá, ông đi này nhá. Cháu hùng dữ quá của bác ạ. Có vẻ như là nó sủa cháu thôi. Nó sủa cháu đâu, không phải sủa ông đâu. Này. Thế nó sủa cháu đâu, không phải sủa ông đâu. Đấy, ông thì là hay lên trên này các bác này thì chó không sủa. Chó là nó sủa là sủa cháu Lực thôi. Tại vì là không quen ấy. Bây giờ thì ở đây đợi ông một chút nữa thì cháu Lực xé cùng ông là lấy rơm về. Ở đây có thể là có một cái ngôi nhà mà bị bỏ hoang này cô bác này, ngôi nhà này đấy. Trong ngôi nhà này thì hình như là cái lán của nhà người ta đâu cô bác. Ở trong cái lán còn là to hơn cả ngôi nhà của hai ông cháu nữa. Trong thì cũng chả thấy có vật dụng gì cả. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cái này là đi xin hả ông? Tối về là bảo à? Tối về là mới bảo sau à? Mệt mỏi lắm. Wow. Ông thì là hôm nay là bị cảm mà một chút này cô bác này. Hôm qua thì nắng rất là to hôm qua ấy.
Nhà này là lán của nhà ai đấy ông? Nhà của ông chú ạ. Ông thì có vẻ như là lớn tuổi hơn rồi các bác, cho nên là ai cũng gọi bằng là ông cả. Ông này cũng rất là tốt bụng, nhìn thấy là lúa của người ta mà bị đổ không bác, thì ông cũng hộ sửa luôn. Ông đi xin thì cũng xin được 2 bó rơm không bác, không được nhiều, nếu mà có nhiều thì cháu được cùng ông lại vác xuống rồi. Nghe nói là ở gần chỗ này là có một con hổ mang lớn hả ông? Thế là mọi lần là ông gặp à? Thế là nó ở khu nào không? Đây có cây đây sao? Đây có cây á? Vâng. Thế nhưng mà chắc là nó bây giờ nó đang đi vào hang thôi. Vâng. Hổ mang thì nó thường thường là nó ở theo cạp ấy. Có vẻ như là mấy hôm nay là nhìn ruộng nhà ông có vẻ nhìn xanh hơn đấy nhở? Sau khi mà tưới 2 lần đạm vào là nó xanh tốt hơn các bác. Cả nước không của cái nước giọt nước. Vâng. Vâng. Cho ông cho nó ăn đấy, ăn cỏ đây luôn à? Hay là đem lên trên đeo? Vâng. Ở đây thì ban ngày thì là nắng quá là ông không có dám để trâu để đây cô bác. Trâu của ông thì để trên kia. Đấy, cái này là bây giờ sẽ làm một cái lán, một cái bếp để cho ông cô bác. Nhưng mà hôm nào mà trời mưa quá thì là cho hai ông cháu sẽ trốn vào đây để mà ngủ. Cái này là cho ông phải san cho nó bằng bằng một chút đấy ông ạ. Làm một cái rãnh nước ở đằng sau này. Vâng. Làm cái giường á. Đằng sau này thì là ông phải đào thêm đấy ông ạ, chỗ này ấy. Để cho lúc nào mà có nước thì nó chảy là nó chảy ra ngoài. Thế con trâu này thì là được cũng được ông là nhận là nuôi từ rất là lâu rồi cô bác ạ. Con trâu này lắm lúc nhìn vào cũng ghê lắm hay không ạ? Đôi lúc ấy. Đôi lúc mà nó đói lên ấy. Đây là đến nếu mà cắt cỏ thì thường thường là đến tối thì ông mới đi cắt này à? Ê, thưa cô bác, vừa rồi thì cháu được cũng đã cùng ông là để đi xem cái nguồn nước và đi khảo sát là nếu mà để kéo thì là sẽ kéo đi vào phần phía bên nào. Mọi lần thì ông với lại bé Mạnh thì đi lấy nước rất là xa các bác, đi ra tận dưới hùm bên kia thì mới lấy được nước về. Nếu mà ngày mai xem là ông đi
xin cái nguồn nước nó như thế nào đã, rồi thì sẽ kéo và cháu được sẽ mua thêm một cái thùng nhựa để chỗ này để cho hai ông cháu là có nước để mà sinh hoạt. Đây, cho ông đi xin người ta xem là lúc nào mà đây thì là sẽ lên trên lại ngắt lại để đi để vào ruộng người ta, còn là nếu mà người ta bán thì cũng rất là tốt. Bán xem là hỏi giá cả hợp lý, được thì sẽ mua ông ạ. Còn là không được thì là cũng không mua được. Nếu mà người ta hô một cái giá mà độ tầm vài chục triệu thì mình cũng không mua được. Mặc dù nước là nó để mà mình dùng nó cả cuộc đời của mình. Nhưng mà đất, nước thì là thật sự ra nếu mà để mua ở trong bản này thì mua thì một giá nó cũng hợp lý thôi. 2-3 triệu thì là mình có thể là mua được. Đấy. Như là trước kia nhà người chú của ông là bán ở phần phía bên kia chưa? Ừ. Bán, lúc đấy là ông bảo là bán 500 nghìn à? Ừ. Bán 500 nghìn đấy thì là được, bán 500 nghìn là 2 năm của bác ạ. Sau 2 năm thì nếu mà có tiền thì là có thể là chuộc lại được. Nhưng mà đất đấy là không phải đất của ông đúng không? Vâng. Ừ. Tính ra cũng phải nhưng mà ông chú không biết ông bán. Chiếm à? À. Thế là tính ra là phải là đất của nhà ông ấy nhưng mà chú là gọi là chiếm mất. Đây nhìn thấy ông là hiền đấy các bác, cũng không có dám mà nói gì, thành ra là mới được là đà mặt lấn tới. Thế là cái căn tròi như này thì từ lúc mà chú bảo không cho ông là ở cùng là ông là khắc ra bên này để làm mà tròi để ở đây à? Cái tròi này thì nó là như là một cái ngôi nhà của hai ông cháu luôn rồi cô bác ạ. Nếu mà trong thời gian tới thì nếu mà được không có tìm được đất ấy cô bác thì chắc chắn là sẽ làm nhà ở chính cái mảnh đất mà của hai ông cháu thôi. Thì sẽ phải mở rộng ra. Cái đá này thì là ông cũng chuẩn bị vào đây để mà ông định là làm cái kè dưới cô bác để cho nó rộng ra. Nếu mà đá này thì xếp dưới thì đào cái đất này xuống dưới không? Củi này thì ông cũng đi lấy về rất là nhiều của ông này. Củi này để nấu cơm hay là để mà đem đi bán đấy không? Đi bán một phần, làm một phần. Đi bán một phần nói là phục vụ gia đình mình là một phần đúng không? Vâng. Thế thì để mà ngày mai ông lên trên ông nói chuyện với lại người ta như thế nào nhá. Rồi thì ông bảo với cháu nhá, xem là tình hình có mua được không. Nếu mà mua được thì là mình mua đất luôn. Đấy, mua đất thì mình cũng phải làm giấy tờ đồng hoàng. Đấy, đi lên trên xin công chứng chứ không là sau này người ta lật lọng rất là nhanh đấy. Tại vì là không có giấy tờ mà thuộc về đất, tức là thuộc đất của nhà người ta rồi. Đấy, như thế nào thì ông? Vẫn là đất của nhà nó bây giờ kiểm đường cho chín xá nó mà không cho nó gọi là ông chú ở trên này nó chặt cây đi làm nhà không cho thế là ở gần đường là xá người ta không cho ở đấy à? Vâng, ở bên kia chữ đấy. Thế là đất đấy là nó thuộc dạng là đất nhưng mà chắc là không phải là đất của nhà họ đâu, nó thuộc dạng là đất như kiểu là được ở bên xá người ta quản lý thôi. Cũng như là hôm nọ mà hai ông cháu mình đi xem cái chỗ đất ở trên kia kìa. Đấy, mặc dù là bây giờ người ta có thể trồng trọt thoải mái ấy nhưng mà sau khi mà bên xá bên chính quyền ấy người ta dùng đến ấy, thì người ta sẽ không cho làm nữa. Hôm nọ thì cũng rất là may của bác ạ, là hai ông cháu là chưa xem được rất là ưng rồi. Sau khi mà cháu được đăng tải cái thước phim lên thì rất là nhiều các bác cũng đã xem cái chỗ đất đấy và cũng rất là ưng đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì là đất đấy nó thuộc dạng là đất của bên chính quyền, là người ta không cho bán. Sau này người ta còn làm thêm cái trường học ở bên đấy nữa. Hai ông bác kia thì cũng chắc là trước kia là đất của nhà họ thật đấy ông nhỉ? Vâng. Cái đất của họ mà bây giờ nó cấm mà làm đất tập thể. Vâng. Trường. Vâng. Xây đến nhà trường cho các cháu các con học. Vâng. Đấy, sang năm sau thì là Mạnh là lên đi lớp 1 rồi cô bác ạ. Nếu mà như không có gì thay đổi đấy cô bác thì cháu lực sẽ làm nhà ở cái chỗ chúng đúng cái mảnh đất của nhà hai ông cháu luôn thì sẽ có tiền để mà làm nhà rồi. Đấy, chắc chắn là sau khi mà làm nhà ấy, thì sẽ phát sinh thêm rất là nhiều khoản. Cháu Lực cũng sẽ rất là mong sẽ được các ông các bà
trợ duyên tới cho hai ông cháu, để cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà mới và một ngôi nhà kiên cố hơn để ở, cô bác nhé. Đấy, còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Đấy, ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác ở trên kênh ông nhé. Vâng, tôi xin chào bác các chị trên kênh. Tôi cảm ơn các bác các chị đã giúp được tôi tìm làm nhà mà chưa làm. Cái cháu Lực được nó làm cho tôi cũng vui lắm. Tôi chúc các bác các chị mạnh khỏe, may mắn nha. Chào. Mm-hmm.